đứng ngã đừng bỏ. Bất ngờ chưa ông già. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với kênh của em Chè. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với lại cái series server chung. Và lần này thì sẽ là giáo án của Huanmie. Anh chàng này tạm thời ở thời điểm hiện tại mình làm clip này thì đã lên được đại cao thủ 350 điểm rồi. Còn người ở server chung mà lên được nhiều điểm nhất là 60 second với hơn 500 điểm. Wow, những con số thật sự là ấn tượng. Còn em Chè thì vẫn đang thật sự là ngon ngót. Và ba chiếc lõi đầu tiên đó là ba chiếc lõi liên quan tới tướng, một chiếc lõi Bobby, một chiếc lõi Wukong và một chiếc lõi Galio. Lõi Bobby này thì sẽ cho con Bobby thêm được 200 dép thì sẽ khá counter những bộ cờ đam tay. Và lobby này thì mình đánh giá là có rất là nhiều người để lựa chọn cho mình những chiếc lõi liên quan tới bộ cờ Axie rồi. Và chiếc lõi ngộ không này thì cũng khá là hay ho và Huanmie quyết định là chọn nó rồi. Chiếc lõi ngộ không này thì sẽ cho anh em thêm được 10 sức mạnh phép thuật cho con ngộ không. Và cũng như là tăng thêm được cái tầm đánh, tầm xài chiêu ấy, tầm xài chiêu tăng thêm được một ô nữa, tức là nó sẽ xài chiêu được rộng hơn một tí. Rao đấu này thì Huanmie quyết định là kịp hai con admin vào để có thể gọi là lựa chọn được cái admin này sớm. Để lúc sau thì có thể gọi là mình sẽ đỡ tốn thời gian để lựa chọn cái admin này hơn, cũng như là mình xoay bài nó sẽ đỡ bị rối hơn khi mà kịp hai con admin vào lúc sau. Và quyết định của Huanmie là chọn cái admin thứ ba, bởi còn không chắc là admin này là admin gì lắm. Nói chung là cái này mình phải dịch đó. Nhưng mà để xem tới giai đoạn tiếp theo thì có gì khi mà làm clip thì mình sẽ dịch cái này cho anh em sau. Hôm trước thì mình có làm một clip của 60 second hay là sân chê gì đó. Thì có một người trong lobby đánh bộ cờ Wukong Hyperion, Wukong Hyperion với lại siêu nhân. Và sau đó là con Wukong đứng ở trên một mình và carry. Thì không biết là Huanmie sẽ đánh theo kiểu nào đây. Sẽ là kiểu lên cấp hay là sẽ là kiểu Hyperion như vậy. Thật ra là mình chỉ là thấy thôi chứ mình cũng chưa có xem ai đánh cái bộ cờ Wukong này cả. Và mình đánh giá là khi mà anh em ra được cái lõi gì nhờ, khi mà anh em ra được cái loại tướng mà ở rao đấu 2.1 á, thì mình thấy là lobby đa số là sẽ chọn những chiếc loại tướng liên quan tới bộ cờ Axie reroll. Tức là sẽ bao gồm Axie, sẽ bao gồm con Gangplank, rồi con gì nữa nhờ, con Redacton. Đấy. Hoặc là thậm chí là có thể ra được tướng 1 tiền hoặc là 2 tiền. Thì nếu ví dụ ra tướng 2 tiền thì mình thấy là khi mà ra được lõi đầu ấy thì người ta hay chọn Lee Sin, người ta hay chọn Manfi, người ta hay chọn Yasuo. Đó, mình cảm giác là cái bộ cờ Axie đang khá là hot nếu mà ra được loại tướng ở lõi đầu tiên anh em nhé. Cho nên mình nghĩ là nếu mà anh em đánh được một bộ cờ nào đó mà counter bài Axie thì sẽ là khỏe nếu mà ra được loại tướng đầu tiên. Thì mình có gọi là gợi ý cho anh em là bộ cờ Kaiser, tại vì mình đánh bộ cờ Kaiser mình cảm giác là khá counter nha, khá counter bộ cờ Axie. Con Prevent nên cầm một cái dép gai, mình nghĩ là một cái dép gai là quá đủ để counter cái bộ cờ đó luôn rồi. Revenge cầm dép gai với lại cái thú tượng. Và sau đó anh em cứ để con Axie đánh thẳng vào con Revenge luôn. Thì sau 15 giây combat thì mình thấy là con Revenge nó vẫn đứng ở đó. Nó vẫn rất là châu lì. Tất nhiên là anh em cũng phải có đem đến từ Kaiser rồi Vayne, cũng như là một số lượng đồ khác, lượng item khác. Tạm thời thì Huanmie đang có cho mình là form bài hai vệ quân đúng không? Hai vệ quân cũng như là hai siêu nhân. Thì mình cảm giác là Huanmie sẽ hướng tới bộ cờ Hyperion thôi. Có form siêu nhân mà. Nhưng mà nếu mà đánh siêu nhân thì cái lobby này có rất nhiều nhà đánh siêu nhân nhá, cho nên là sẽ hơi bị trùng bài một tí. Thì không biết là có phải hay không. Bên kia là một chiếc lõi liên quan tới Galio, nhưng mà lại sử dụng con Yuumi để gây đam. Một cái nước mắt cũng như là một cái quỷ thư luôn rồi. Nước mắt với quỷ thư thì mình lại liên tưởng tới con Yoi này. Ở ngày đầu tiên của server Việt ra thì mình đánh giá là bà Yoi được rất là nhiều người chơi. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại này thì bị ít rồi. Cho nên mình nghĩ là nếu mà anh em nào mà đánh thuận tay bài phép đó, thì có thể đánh bài Yoi lại. Bữa nay cũng không có mấy nhiều nhà chơi anh em. Mình cũng không biết nha, tùy lobby nha. Nhưng mà cái lobby của mình đánh đó, thì mình thấy dạo này ít người chơi lắm. Huanmie sẽ lựa chọn cho mình món đồ gì đây. Ở nhà thì có một cái kiếm, một cái kháng phép và một cái găng. Đang muốn hướng tới một cái gậy phép à. Nếu vậy thì khả năng cao sẽ là một cái crit phép với lại huyết kiếm thôi. Xong rồi Hyperion để cho con Wukong này có thể gọi là gây được một cái lượng sát thương lớn. Trong lobby này thì có thêm cả Snowy. Snowy cũng là một người chung clan với lại Huanmie luôn. Anh chàng này với lại 60 second là hai người mà leo lên kim cương nhanh nhất ở ngày đầu tiên bên phía mấy chủ Trung Quốc. Round này thì bán con Sena đi, xong rồi mua con Wukong vào tích 30 tiền. Và round này mình nghĩ là có nên lắp đồ hay không đây. Huanmie mình nghĩ là vẫn phải nên cẩn thận nhé, tại vì hai cái round tiếp theo là hai cái round rất là quan trọng. Khi mà đánh những cái bộ cờ reroll đó thì anh em bắt buộc phải có cái lượng tiền rất là lớn ở round 3.1 để có thể gọi là roll được những cái con tướng 3 sao sớm. Tất nhiên là roll đen hay đỏ thì mình không nói đến, nhưng mà nhiều tiền thì tỷ lệ roll nó vẫn là cao hơn. Và thường thường thì khi mà người ta đánh bài reroll thì người ta sẽ không up cấp, cho nên là sẽ bị thua những cái nhà up cấp. Và cái lối đánh mà dễ dàng nhất với lại những cái bài mà roll 3 sao thì sẽ là đánh chịu thua. Tất nhiên là nếu mà đánh được thắng thì vẫn là ngon, nhưng mà nó sẽ là hơi khó. Tại vì bài mình level 3 mà bài lobby có level 4, level 5 thì cũng khó. Và sau đó thì Huanmie round sau bắt buộc phải tháo tướng hay là như nào đó không? Round này thì thua mình thấy là khá đẹp rồi. Thua 3 chiếc cực kỳ ngon nhá. Bài bên kia lắp cung xanh. Cung xanh à. Khả năng cao chắc là bài Axie thôi. Hơi bị trùng bài nhờ. Bị trùng cái bọn siêu nhân đó anh em. Nếu mà đánh chung siêu nhân thì bị trùng hơi nhiều. Round này ra thêm 2 con Gangplank nữa à. Round này khả năng cao thì chắc là sẽ không thích 40 tiền được rồi, tại vì chẳng nào bỏ được cả. Và round này Huanmie sẽ gặp Snowy thì bài có 5 ông kêu cũng đã cầm đồ luôn rồi, với lại Snowy thì round trước vừa mới thắng xong, cho nên round này quyết định là bán đi vị trí Bobby cũng như là Manfi để tiếp tục có cho mình là một cái chuỗi thua và tích được mốc lợi tức đó là mốc 4. Ok, tức là Huanmie sẽ không quan trọng cái việc cái con Manfi có sớm. Còn Manfi thì lúc sau sẽ kiếm lại sau. Tầm này lượng tiền thì nó vẫn cứ là quan trọng nhất. Bên này thì một con dắt cầm quyền năng mình nghĩ là đủ lượng đem để có thể gọi là clear bài đấu của Huanmie. Và thậm chí là Huanmie chỉ thua với một chiếc đâu. Không, có vẻ như là con dắt này nó gõ vô con Wukong trước rồi. Thua chỉ 2 chiếc mà thôi. Bài bên kia kích hoạt cho mình là 3 thần giáp, cho nên là cái việc mà Huanmie thua ít cũng sẽ là cực kỳ ngon. Chuỗi thua 4 còn lại cho mình là 82 máu, phải nói là quá nhiều luôn. Round này kẹp Revenge vào. Con Revenge này tí nữa sẽ kích hoạt được với lại con Lee Sin, kích hoạt đấu sĩ. Vừa vệ quân với lại con Wukong mà lại còn vừa đấu sĩ với lại con Lee Sin. Cho nên là cái bộ cờ này ở level 5 thì anh em sẽ hyper roll con Wukong, con Revenge và 3 con tướng siêu nhân. Tức là ở level 5 ấy, thì form sẽ là như thế. Còn lên được level 6 thì để xem thử là Huanmie sẽ kẹp gì. Tất nhiên là tí nữa vẫn sẽ kẹp thần giáp thôi, nghĩa là vẫn sẽ phải kẹp thần giáp thôi. Thì nếu mà ngon thì sẽ phải ra con set. Ra con set kẹp thần giáp với lại con Wukong. Và sau đó là kẹp Revenge vào. Xong rồi đừng kẹp thêm cả 4 vệ quân không. Sẽ counter cực kỳ chặt chẽ cái lobby mà đánh nhiều Axie anh em. Round này ra thêm một cái dép nữa. Thì liệu có muốn làm một cái quyền năng không nhờ? Round này sẽ roll ở level 4 thôi. Mình nghĩ là roll ít nhất là để ra Wukong 2 cái đã. Còn cái việc mà Huanmie có all in hay không thì để xem thử là cái lượng tướng ra có nhiều hay không. Gangplank tạm thời là 8 con Gangplank ra rất nhiều nhá. Lee Sin nữa này. Tạm thời vẫn đang chưa có cho mình là bây giờ thì mới có Wukong 2 nhá. Round đấu này Bobby 2 cũng đã có luôn. Quyết định là bán Revenge đi à. Ok. Quyết định là bán Revenge đi thì liệu như vậy thì tức là cái việc mà anh em lựa chọn cái con vệ quân là Bobby với lại Revenge thì mình nghĩ là nếu mà anh em chọn Revenge đó, thì nó sẽ dễ dàng kích hoạt được đấu sĩ với lại con Lee Sin lúc sau. Còn nếu mà anh em mà đánh bằng con Bobby đó, thì cái việc mà anh em sẽ lên được nhiều con tướng 3 sao thì nó sẽ là dễ hơn. Tại vì Bobby cũng là một tiền mà khi mà anh em roll thì anh em cũng sẽ dễ lên 3 sao hơn so với lại con Revenge. Thì mình cũng chưa biết là Huanmie sẽ đánh kiểu như nào. Tạm thời round này thắng trước một nhà cũng là nhà Axie luôn. Rất nhiều nhà Axie anh em nhé. Không biết là nhà bên kia có muốn đánh luôn hay không. Và round đấu này thì là wow. Ê, chiếc loại 1 và 2 đều ngon nhá. 1, 2, 3 đều ngon, nhưng mình nghĩ là 1 và 2 thì ngon hơn cái loại 3. Lấy loại 2 thì có khả năng sẽ gọi là kịp được 4 vệ quân. Còn lấy loại 1 thì quyết định lấy loại 2 luôn rồi. Ok, mình nghĩ là ổn thôi. Kịp reo vào và có luôn cho mình là 4 vệ quân luôn. Con Wukong thứ tư cũng đã có luôn rồi. Và bây giờ sẽ là như nào đây? Vẫn là roll tiếp anh em nhé. Vẫn là roll tiếp. Mình nghĩ là ít nhất thì sẽ là con Gangplank 3. Xong rồi mới dừng. Đang cố roll thêm. Đang cố nhấp nhẹ The Raven 2 à. Kẹp vào và đang thiếu đi vị trí của con dắt để kích hoạt được 3 thần dép anh em. Wow, bên kia thì Snowy lên được cho mình là con kêu ba luôn. Kêu ba cầm vô cực cũng như là một chiếc lõi chiến lợi phẩm thì mình nghĩ là sẽ là khá mạnh ở giai đoạn này. Và khả năng cao thì Huanmie sẽ là nhà thua rao đấu này thôi. Nhờ con kêu là mình thấy là có khá là nhiều nhà đánh Hyperion kêu anh em, cho nên mình nghĩ là chắc là đánh được. Ui, thậm chí là thua đầu luôn đấy chứ. Thua đầu luôn đấy chứ anh em. Một thế bài khá khó nha. Chỉ với 5 Wukong mà thôi, vừa mới bán một con reo đi để kích hoạt được lợi tức mốc 3 rồi. Lobby thì có một nhà đang thấp máu hơn Huanmie. Một nhà duy nhất thấp máu hơn. Đang đánh nhau với nhà 84 máu thì không biết là kết quả như nào. Tạm thời là thắng. Đây là một người chơi cũng đánh Hyperion luôn. Nói chung là những cái bộ cờ mà 1 tiền 3 sao hay là 2 tiền 3 sao ấy, thường thường thì mình thấy là mọi người sẽ đánh chịu thua lúc đầu ấy. Rao này thì kẹp con dắt vào và kích hoạt được 3 thần dép. Tạm thời thì bài Huanmie đang thiếu đi con Manfi để kích hoạt được 3 siêu nhân. Với lại bài Huanmie tạm thời thì cũng chưa có những cái con tướng 3 sao, cho nên cái việc mà kích hoạt 3 siêu nhân nó cũng là chưa ngon lắm ở thời điểm hiện tại. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà muốn đánh cái con Wukong này mà khỏe thì khả năng cao là phải kẹp đấy, tí nữa phải kẹp đấy. Vẫn ôm lại Gangplank anh em nhá. Mình nghĩ là tầm này chắc là khỏe hơn, có 3 thằng dép thì chắc là ok hơn. Kiểu con Wukong này đem nó sẽ to hơn nhiều quá. Một xoay. Anh em có thể thấy là với chiếc lõi Wukong tăng thêm một tầm đánh của skill thì con tướng này đứng đây quay thì dính cả đam của con Redacton luôn cơ. Nói chung là tầm đánh khá dài. Tầm xài skill không phải tầm đánh anh em. Nhưng mà chỗ này thì quay thì lại không tới mấy con ở dưới, nhưng mà mình chắc là vẫn thắng thôi. Bài bên kia là lõi Axie, xong rồi lấy thêm một cái mốc xong đấu à. Nhiều nhà Axie nhờ anh em nhờ. Anh em thấy bên xe vào chung người ta đánh Axie nhiều không? Cứ ra lõi đầu là lõi tướng là chốt Axie. Cứ thế thôi. Cứ không ra được con tướng trong bộ Axie là sẽ roll lõi, xong rồi ra thì đánh tiếp. Đấy. Chờ mình xíu nha anh em, mình lấy mình rót ly nước rồi. Ở round đi chợ này thì Huanmie vừa mới nhặt gì đấy, vừa mới nhặt cái cung trên người Galio à. Thì mình nghĩ là chắc về sẽ hoàn thành nốt cái quyền năng thôi anh em. Cái quyền năng là một đồ khá ngon cho những cái bộ cờ Hyperion, đặc biệt là những bộ cờ mà 1 tiền mà đứng phía trên đó. Ví dụ như hôm trước mình có làm một giáo án về con Silas Carry rồi, thì cũng là tự những cái món đồ như thế này cũng là huyết kiếm và quyền năng là 2 đồ quan trọng nhất. Đồ thứ ba thì có thể là nó xét hoặc là crit phép, nếu như là muốn đánh đam thì có thể ghép crit phép, còn nếu mà muốn đánh đa dụng ấy, kiểu đánh bằng đam một cái con khác nữa ở dưới đó, thì sẽ lắp nó xét. Và bài Huanmie tạm thời thì cũng không muốn roll thêm, tại vì như thế này là đang là tròn bài rồi, đang là tròn bài tạm thời cái đã. Xong rồi khả năng cao sẽ gọi là tích tiền và sau đó là slow roll xuống thôi. Slow roll thôi chứ cũng không cần phải gọi là quá ôn ở giai đoạn này đâu. Thật ra là bài Wukong này mình nghĩ là cầm 3 đồ như thế này là đoạn này bắt đầu kiểu gọi là đép được rồi đó. Mình nghĩ là đép được, thua cái gì cũng thua không quá nhiều đâu. Nhưng mà từ từ nhá. Con Mid Fortune. Nói chung là cái bọn chủ đạo này, nhầm, chủ lực chứ nhầm. Cái bọn chủ lực này là một cái bọn mà nó rất counter những cái con tướng nhiều máu nha anh em nhá. Tức là máu càng nhiều thì bọn chủ lực này nó lại càng dễ clear hơn so với lại những cái tộc hệ khác. Nó sẽ kết liễu tướng khi mà dưới bao nhiêu phần trăm đấy máu mà 12% ở mốc 1. Thành ra là bài Wukong này mình nghĩ là cũng sẽ bị counter một phần nữa. Nhưng mà tí nữa lên Wukong 3 thì chưa biết nha. Đang roll tiếp tục ở level 5. Có cho mình là con Wukong thứ 6. Nếu vậy thì muốn bỏ ra, tức là round này muốn bỏ con reo ra để tích cho mình là 50 tiền. Không tự tin là round này sẽ thắng lắm. Nhưng mà nếu để như thế này thì sẽ hiến tế. À không, muốn bỏ ra rồi. Huanmie chết bài, chết 3 nhà sắp gặp và xem thử là tỷ lệ mình win là bao nhiêu phần trăm. Và khi mà Huanmie quyết định bỏ con reo này vào thì khả năng cao là Huanmie đang tự tin là mình có thể gọi là thắng được trong round này. Nhưng mà gặp bên kia là một bài đấu dắt thì đây là một bài đấu mà đang khá là nó đang hơi rét anh em. Đang hơi rét ở meta này. Thì liệu con Wukong cầm 3 đồ với lại một con dắt 2 sao cầm quyền năng với lại kháng hiệu ứng thì ai sẽ là chiến thắng đây? Có vẻ như là con dắt đang gõ nó là lực hơn thì phải. Và round này thì Huanmie vừa bán con Lee Sin để tích tiền rồi nha anh em nhé. Bán Lee Sin tích 50 tiền. Và khả năng cao bây giờ sẽ là slow roll xuống thôi. Huanmie cũng uống nước thì mình cũng uống nước nha anh em nhé. Bán luôn reo rồi anh em. Bán luôn reo luôn rồi. Nếu vậy thì bộ cờ này sẽ rất cần xét nhá. Rất cần xét để kích hoạt được 4 vệ quân. Nhưng mà không cần phải tốn quá nhiều slot rườm rà. Thì con set nó vừa là vệ quân mà nó lại còn vừa là thần dép, nó đi với lại con Wukong này khá là tốt. Một cái kiếm 3 tiền là Sena, một cái găng và sau đó là một cái gậy phép 3 tiền nữa và thêm một cái cung. Lượng đồn nghĩa là wow, hai con Wukong ra cùng một lúc và bây giờ chỉ cần một con Wukong nữa thôi thì bài của Huanmie sẽ là lên được Wukong 3 và có thể đép được ở giai đoạn này. Ồ, tính mua con Draven nha, lại mua không kịp, mua không được. Và sau khi lên được Wukong 3 thì Huanmie quyết định là lên cho mình là level 6 và sau đó sẽ đánh cho mình form bài là 3 siêu nhân cũng như là đi với lại 3 thằng dép thôi. Đấy, thì cái form bài này thì anh em có thể đánh là ở level 5 anh em sẽ slow roll con Wukong này 3 sao. Nếu được thì anh em cứ slow roll bình thường những cái con tướng siêu nhân chứ không cần phải kẹt 4 vệ quân đâu. Tại vì do bài của Huanmie là do cái ấn thứ hai, là do cái lõi thứ hai là nó ra được cái ấn vệ quân. Thành ra ở giai đoạn đó thì bài của Huanmie sẽ phải kẹp 4 vệ quân vào tại vì chưa có con Manfi nào cả. Thì giai đoạn đó thì mới đánh như thế thôi. Còn không thôi anh em cứ đánh cái bộ này cứ slow roll với lại bọn siêu nhân như bình thường. Như là bộ Axie vậy á, cũng không khác gì lắm á. Nhưng mà con Wukong này thì mình thấy là đánh nó khá là hay và rất là ít người biết, mình nghĩ là rất là ít người biết. Kiểu mình thấy không có ai đang chơi đó. Loại 2 không? Chiến lợi phẩm này sẽ là khá ngon cho những cái bộ cờ gọi là carry một con như thế này. Cái phước lành ấy, cái loại phước lành với lại cái loại wow, có ra con set luôn này. Con set này tạm thời thì mình nghĩ là chưa thay được. Tại vì nếu thay vào dắt á, thì bị mất đấu sĩ. Còn nếu mà thay vào con Draven thì con Draven này đang 2 sao cho nên là đang là hơi gọi là không nên thay lắm. Tí lên level 8 thì sẽ kịp 4 vệ quân vào sau à. Giai đoạn này thì cứ slow roll thôi. Cứ slow roll để kiếm mấy con kia. Con dắt này vô được 900 mấy máu lận, nhiều hơn là con set nha anh em nhá. Nãy mình đang nói cái gì nhờ? Ý là mình đánh ranh đỏ giờ từ cái mùa 8 này, từ ngày 8 tới ngày 12 á, kiểu mình không thấy ai đánh bộ cờ Wukong cả. Một là do người ta kiểu không tin tưởng con Wukong này lắm. Còn hai là người ta kiểu sẽ ít ra được cái loại Wukong này. Không biết là trường hợp nào. Nhưng mà mình thấy con Wukong này đánh cũng được đúng không? Anh em nhìn nó khỏe mà, anh em thấy nó một xoay không? Một xoay trong thốn phết chứ đùa đâu. Skill của con Wukong này á, thì nó có một cái hay đó là khi mà nó rờ chúng càng nhiều chết thì nó sẽ càng được tăng dép và kháng phép ở 3 hoặc là 4 giây tiếp theo gì đấy. Đại kiểu như là nó rời chúng càng nhiều chết thì nó càng khỏe. Cho nên cái việc con Wukong này xếp bài ấy, thì chắc chắn nó sẽ là xếp ở phía trên một mình. Chắc chắn là xếp ở phía trên một mình chứ không có con nào mà đứng gần bên hết. Và cái lõi 1 này thì nó sẽ tăng cái tầm R của con Wukong. Cho nên cái việc mà cái lõi này đi với lại con Wukong với lại cái nội tại của nó rất là ngon. Kiểu cái chiều của nó sẽ rất là ngon. Và ví dụ như cái round này việc lựa chọn con dắt với lại việc lựa chọn con set đó, thì mình nghĩ là con dắt vẫn là con ngon hơn. Tại vì trong cái bọn thần dép này thì nó sẽ lấy máu, nó sẽ lấy 100% máu của cái bọn hiến tế, thì con dắt này máu nhiều hơn chứ đúng không. Nhưng mà con set này chắc là đem sẽ to hơn, đem cơ bản sẽ to hơn. Và bọn này nó sẽ lấy bao nhiêu phần trăm nhỉ, 40% hay 60% gì đấy. Wow, anh em thấy con này clear nhanh không, kiểu con Wukong này nhá. Nhưng mà á, có một điểm trừ con Wukong này là nó sẽ rất sợ những cái con tướng mà đam xa, tức là bộ cờ mà đánh bằng nhiều đam xa á. Ví dụ như là bộ cờ Belvet đi với lại Eren Saw, hoặc là bộ cờ Mid Fortune rồi đi với lại Afe kiểu vậy á, tức là những bộ cờ mà đam sau. Còn nó cực kỳ counter với những bộ cờ đam trước, ví dụ như là bài Yasuo, ví dụ như là bài Gangplank, rồi bài gì nữa nhờ. Nhưng mà đại kiểu như là những cái bài mà cộng chiến á thì nó cứ bu bu vào ấy, thành ra là con Wukong nó sẽ gọi là trị luôn, nó sẽ đấm mấy cái con cộng chiến luôn. Còn mấy con mà tay dài ấy, thì nó sẽ tiếp cận sau. Thành ra mình nghĩ là counter thì chỉ là như thế thôi. Còn lượng đồ bài này thì mình nghĩ là cứ 3 đồ này là ok nhất rồi. Crit phép thì có thể thay bằng cái mũ mình thấy không ngon đâu, mình nghĩ là cái mũ không ngon. Một là crit phép, còn hai là nỏ xét. Nếu mà anh em đánh crit phép á, nếu mà anh em đánh nỏ xét á, thì anh em phải có một cái con đam dưới nữa. Một con đam dưới trong môn này nó sẽ không đủ đam. Round này thì nhập một cái nước mắt thì không biết là muốn làm cốc hay là như nào đây. Đang mắc vào Yuumi. Bộ cờ này thì nếu mà lên được level 7 thì sẽ kẹp được Yuumi 2 vào sông và kích hoạt được linh vật với lại con Manfi và tình nhân với lại con Lee Sin. Một cái con tướng mà rất phù hợp với lại bộ cờ siêu nhân. Ghép cốc à. Ok, đó. Cho anh em nào chưa biết nha, thì khi anh em nếu cái round này nhá, nếu cái round này sau khi anh em có cốc, nếu mà anh em cho cái con khác không phải là con Seth hoặc là con Draven cầm cốc á, thì cho những cái con khi cầm cốc thì cái tỷ lệ mà con Wukong này nó rời trúng nhiều người nó sẽ bị giảm đi, tại vì cái con tướng kia nó sẽ không có bu lại con Wukong, đúng không? Thì khi mà anh em lắp cho cái con hiến tế cầm cái cốc á, thì con Wukong này nó vừa nhận được cốc luôn và nó vừa gọi là được đứng một mình luôn, thì nó sẽ phù hợp với lại skill của con Wukong này. Đấy. Nói chung là cái cốc thì ghép cho con hiến tế vẫn được nha anh em nhé, vẫn được nhận lực đam ấy nhỉ. Khỏe nhờ. Con Wukong này nãy giờ mình cảm giác là Wukong bát nào thì nó cũng rất là lì lợm ấy, chả bị ai làm gì cả. 14.000 đam vẫn full cây. Khỏe thật sự đấy. Xong rồi cứ solo roll thôi, cứ solo roll thôi anh em. Manfi 2 có luôn này. The Raven roll hết 3 sao anh em ơi. Nhưng mà giai đoạn tiếp theo thì mình nghĩ là phải rớt lên level 7 sớm. Tại vì lên level 7 thì kịp được một là kịp được con Yuumi, còn hai là kịp được 4 vệ quân, thì hai cái này đều ngon cả. Cho nên nếu mà owning ở level 6 này quá lâu ấy, kiểu roll hơi đen ấy, thì cũng sẽ là cái lúc mà lobby này cái nguồn sức mạnh sẽ là khá lớn á. Round này đẩy nhẹ Wukong qua bên phải, tại vì nhà bên này thì à không, vẫn để Wukong ở giữa à. Nãy mình vừa mới nhìn thấy đảo qua bên phải mà ta chắc là đảo không kịp. Đây ví dụ con Mid Fortune này nhá, con Mid Fortune này cầm diệt xong rồi có chủ lực á, thì nhiều khi về lết á, nếu mà Mid Fortune 2 mà bài bên kia tăng đủ cứng á, thì mình nghĩ là con Wukong này nó sẽ có khả năng bị hạ gục thôi. Không biết là có thua hay không, nhưng mình nghĩ là có khả năng bị hạ gục. Và tạm thời vẫn đấm cứ là nguyên nhà anh em. Cũng không hẳn là nguyên nhà, nhưng mà nói chung là đấm được nhiều chết đó. Bài có 6 chết đó mới đấm được 4 chết là nhiều đúng không? Và con Wukong này quan trọng là nó vẫn cứ đầy cây ấy. Đấy, trông khá lỗi nhờ, trông khá lỗi anh em ơi. Ra thêm một con Lee Sin nữa. Con Yasuo thì mình nghĩ là không cần lắm. Gì? Wow, hai con Yasuo nhưng mà không hợp lý lắm. Dắt 2 sao có luôn. Con dắt này có muốn thay một con set không? Hợp lý này đó. Ví dụ như là ra dắt 2 là anh em thay con set luôn. Con set cũng không cần lắm luôn anh em. Nhưng mà nếu mà không có cái ấn vệ quân thì kẹp con set vào thì sẽ có 2 vệ quân anh em nhé. Thì anh em có thể thay vào con The Raven cũng được. Để xem thử round này ra được cái gì đấy. Mình nghĩ là bài đấu này đang chưa có một cái gì đó giảm kháng phép, cho nên là nếu mà ra được một cái nỏ xét sẽ là khá ngon. Nhưng mà nỏ xét thì chắc là không ra được, thì cái dao điện sẽ là ok luôn, tại vì đang không có mảnh gậy với là mảnh kháng phép anh em. Ui đồ hơi xấu nhờ, bốc đồ à, bốc đồ hay là như nào đấy, như nào đây. Cung hả? Cung thì sẽ đánh thêm đam bằng con gì đây. Để mình xem thử là cái lượng đồ tiếp theo Huanmie sẽ lắp cái gì anh em nhé. Ok, vẫn cứ là 50 tiền. Huanmie đang rất tự tin. Thường thường những cái round mà ngưỡng sức mạnh như là 4.1, 5.1, tức là lobby sẽ lên level 7 roll hoặc là lên level 8 roll đúng không? À, lắp đại bác cho con Gangplank anh em ơi, tức là lắp đồ đen cho con Gangplank. Thì những cái round này thường thường thì người ta sẽ gọi là sẽ ôn in thêm một tí nữa, người ta sẽ ôn in để ra được cái con nào 3 sao thì người ta mới tự tin đúng không? Tại vì bài này thì tại vì cái đoạn này thì lobby sẽ roll rất là nhiều. Nhưng mà Huanmie có vẻ như là biết được cái sức mạnh của bộ cờ này, tức là khi mà anh chàng này ở cái ngưỡng sức mạnh này thì vẫn sẽ là giữ được máu, cho nên là quyết định là sẽ không ôn in mà sẽ luôn slow roll ở 50 tiền. Ok. Nói chung là bộ cờ này cũng vậy á, mình nghĩ là đánh nhiều vào thì sẽ biết ngưỡng sức mạnh đó. Tại vì nhiều khi cái việc mà roll hay là không roll nó rất là quan trọng. Nhiều khi bài mình eco được nhưng mà mình lại roll thì nó lại không hay. Hoặc là bài mình đang cần roll mình lại eco thì nó cũng không hay luôn. Hai con Yuumi có muốn lên không? Lên được đấy chứ. The Raven vẫn đang muốn gọi là lên The Raven 3 anh em ơi. Đó, cái đoạn này là cái đoạn mà Huanmie đang thấy là mình chỉ còn thiếu một con The Raven nữa là sẽ có được một cái ngưỡng sức mạnh mới. Thì Huanmie sẽ roll thêm một tí nữa và không thích cho mình là 50 vàng nữa. Và bây giờ thì tạm thời đang là 7 con Manfi. Mình nghĩ cái đoạn này thì nên lên level 7, tức là giai đoạn tiếp theo thì nên lên level 7 xong rồi roll xuống. Lên level 7 rồi roll xuống. Còn nếu mà roll ở đây tiếp vào level 6 thì nó sẽ hơi giảm thiểu cái khả năng mà lên được level 7 anh em, tức là nó sẽ bị chậm ấy. Mà kịp con Yuumi này vào cũng ngon, tại vì Yuumi sắp 3 rồi mà. Ui, con Wukong này nãy giờ nhá, mình cảm giác là nó không bị mất máu luôn á, rất là trâu nhá, vừa trâu vừa đem to, cơ ác thật đấy, đùa đâu. Con Gangplank cầm đại bác cứ ở dưới bắn thôi. Cứ bắn tới thôi. Nhưng mà mình đang hơi thắc mắc là tại sao Huanmie lại không lắp những cái đồ còn lại luôn. Tại vì giai đoạn này là những cái giai đoạn cuối cùng để rớt ra những mảnh đồ lẻ rồi, thì sao không lắp luôn một cái bốc đồ cho con Manfi chẳng hạn, hoặc là cho con Lee Sin. Hay là Huanmie đang muốn gọi là lắp luôn cái bốc đồ cho con Yuumi cho nên là chưa lắp luôn bốc đồ anh em nhờ. Còn nếu mà lắp vô cực thì mình nghĩ là cho Gangplank này cầm vô cực cũng được mà. Gangplank này đem phép nhưng mà cơ bản là vô cực của mùa 8 này đã sửa rồi, nó sẽ chí mạng trên kỹ năng luôn. Còn bên này là một bài đấu dắt 8 đấu sĩ. Bài đây thì là một bài đấu đang khá lỗi. Nhưng mà với con Wukong này thì không biết là có ăn được hay không. Đây, một bộ cờ dắt 8 đấu sĩ, dắt cầm 3 đồ chuẩn và sau đó là dây chuyền để giảm thiểu cái khả năng nhận sát thương phép thuật. Nhưng mà con Wukong này thì mình đang cảm giác là cái lượng sát thương nó gây ra là khá lớn luôn á. Ê, bộ cờ này một bộ cờ mà mình nghĩ ra được lõi đầu mà là Wukong thì mình đánh luôn á anh em. Anh em nào mà ra thì anh em nhớ thử, anh em nhớ xong rồi cho em chị xin cái feedback ở dưới comment anh em nhé. Thật á, giáo án này chuẩn chỉ luôn á. Tại vì hôm trước mình xem game của Sân Chê thì có gặp một nhà Wukong họ top 2. Thành ra mình nghĩ là bài Wukong là bài khỏe mà. Đánh được top 1, top 2 ở cái rank kiểu người ta biết chơi hết rồi, thì mình nghĩ sẽ là một bài khỏe. Chứ một bài yếu á, mà vô tay người chơi hay mình nghĩ là nhiều khi cũng không đủ sức mạnh để đánh top 1, top 2 đâu. Mình nghĩ là bài phải khỏe khỏe một tí. Kiểu đánh được á. Rao này nhặt cái gì đây? Đang tính nhặt dép máu nhưng mà đã bị nhặt mục tiêu rồi. Nhặt bốc đồ không? Hai cái bốc đồ không? Không. Quyết định là lấy một cái huyền trượng thiên thần. Và nếu mà lấy cái đồ này thì khả năng cao mình nghĩ là sẽ được nhường lại cho con Gangplank thôi. Tại vì Gangplank đã được lắp một cái đại bác sẵn từ đầu rồi, thì nếu mà có huyền trượng thì nó sẽ được thêm khá nhiều lượng đam thôi. Ồ, vẫn tiếp tục là roll ở level 6. Thêm một con Manfi nữa. Có muốn lên level 7 và kịp Yuumi vào không? Không. À, anh em biết rằng round này Huanmie roll tiếp là tại vì Huanmie muốn roll cho tới 16 tiền. Nhưng mà đoạn này thì lên được 3 sao rồi. Tức là nếu mà không lên được Manfi 3 thì sẽ giữ lại 16 tiền để lên cấp. Roll ở level 6 thì tỷ lệ nó vẫn sẽ là cao hơn. Ghép bốc đồ cho Yuumi, quyền trượng cho con Gangplank. Nói chung là chốt lại thì bộ này thì mình thấy là đánh khá là dễ và cái hiệu quả nó cũng khá là cao. Gặp bên này là bài đấu của Snowy. Snowy là một bài đấu cũng là Hyperion 1 tiền luôn, cũng là một chiếc lõi 1 tiền. Kêu cầm 2 kiếm vô cực và cuồng đao. Ui. Anh em có thấy con Yasuo no damage với lại con wow. Con kêu đánh vào con Wukong này thì rất tốn thời gian, nhưng mà Wukong chạy xuống R một phát thì lại là full cây máu luôn. Trắng cây máu con kêu luôn. Thì bộ cờ này mình chốt lại là đánh cực kỳ gọi là không quá khó và cực kỳ hiệu quả. Đầu tiên thì anh em sẽ đánh ở level 5 solo roll ở level 5. Giai đoạn đầu game thì anh em cứ cố gọi là có được cho mình cái chuỗi thua dài thì mình nghĩ là tốt nhất. Tại vì cái lượng tiền nó rất là quan trọng ấy, cái lượng tiền ở giai đoạn 3.1 để roll nó rất là quan trọng. Sau đó thì anh em sẽ all in một tí ở level 4 ở roll 3.1 và sau đó sau khi lên được những con tướng 2 sao thì anh em sẽ eco lại một tí. Và sau đó thì round 3.2 anh em sẽ lên level 5 đúng không? Rồi cái đoạn đó thì anh em sẽ slow roll cho đến khi nào mà con Wukong này lên 3 sao. Và tất nhiên là cái lượng đồ thì mình nghĩ là vẫn sẽ là như này thôi. Lượng đồ như này chắc là vẫn sẽ là ngon nhất rồi. Sau đó thì anh em sẽ kịp thêm một tí gọi là siêu nhân, một tí thần dép. Thì tùy vào những cái con tướng mà anh em roll ra. Nếu mà roll ra được form thần dép thì anh em có thể gọi là kịp vào luôn. Còn không thôi thì anh em có kịp siêu nhân vào bình thường. Mình thấy là cũng dễ chơi mà đúng không? Xong rồi lên level 7 thì như thế này là tròn form. Lên level 7 thì vừa 3 siêu nhân, vừa 3 thần dép, rồi kẹp thêm con Yuumi, con Wukong là full form. Khỏe thật sự đấy, đùa đâu. Con Wukong này đem tay vậy mà nhìn cũng một nửa thanh đam luôn hả? Snowy cũng đánh khá hay nha em nhé. Để hôm nào mình sẽ làm clip nào đó về Snowy. Snowy thì hay kiểu đánh Hyperion 1 tiền với lại kiểu đánh lên level 9. Lên level 9 xong rồi đánh xoay 5 tiền. Nhưng mà cái tính của Snowy thì mình không thích lắm. Cái tính này mình không thích lắm cho nên mình ít khi nào xem stream. Nhưng mà hôm bữa thì Snowy lên được top 1 kim cương. Thành ra là mình có xem ngày đầu tiên. Nhưng mà cái tính thì nói chung là do vụ hôm bữa. Thành ra mình hơi ghét một tí. Nhưng mà nếu được thì mình vẫn sẽ xem giáo án thôi. Nói chung là mục đích thì mình vẫn sẽ là xem game mà đúng không? Từ nhá, để mình tắt đi cái dòng tiếng Trung này. Nhiều khi nó có cái chữ nào từ khóa kiểu chữ tục xong mình không biết làm sao đúng không? Xong nó lại dính vô kênh của mình. Thì nó lại chết dở. Một cái gì kia hả? Wow. Rao này lấy dây kia chứ không phải là đồ đem. Và đó sẽ là dây kia dành cho con dắt này. Ok. À, hôm bữa thì mình có đọc vô cái tộc hệ thần dép ấy, thì nó có ghi là cái con tướng mà được thủ lĩnh á, tức là con Wukong hiện tại á, thì nó sẽ lấy 100% máu cơ bản của những cái con tướng bị hiến tế. Thì khi mà nó ghi là 100% máu cơ bản á, thì mình hiểu là khi mà lắp đồ á, thì nó sẽ không có được thêm máu. Tức là lắp đồ thì cái con Wukong này nó sẽ không được thêm máu. Ví dụ như là cái đai lưng đến từ cái dây ke này, con Wukong này nó sẽ không được thêm, đúng không? Kiểu kiểu vậy. Nhưng nói chung là lắp dây kia thì chắc là thêm tí tốc đánh cho con Wukong này cho nó ra chiêu cho nhanh thôi, mình nghĩ chỉ là như vậy thôi. Bên này là một bài đấu dắt vẫn cứ là 8 đấu sĩ anh em nhé. 8 đấu sĩ, 2 dây kia trên người sinh ra. Ẻo thật đấy. Bài bên kia cũng khỏe đấy chứ. Nhưng mà cái con Wukong này rất là cao tơ những cái bài đấu đám tay anh em. Rất là cao tơ luôn. Nguyên nhà. Tại vì con dắt nó sẽ bắt buộc phải đánh vào con Wukong trước, con Wukong đứng ở trên một mình mà. Thành ra là nó cứ là như vậy thôi. Đoạn này thì mình sẽ nhân hai tốc độ nha anh em nhé. Tại vì đoạn này thì mình nghĩ là giáo án thì cũng đã xong rồi. Tức là mình cũng đã biết là form này đánh như thế nào, đồ thì cũng là cần đồ gì, vận hành thì vận hành như nào. Bên kia là một bài đấu 8 đấu sĩ đánh bằng dắt và đánh cả bằng con Mordekaiser. Anh em có thể thấy là cái form bài dắt được rất nhiều người bên phía server chung lựa chọn. Một bộ cờ dắt hoàn toàn có thể đánh 3 sao hoặc là cũng hoàn toàn có thể gọi là lên được level 9, nhưng như nhà bên này thì là lên ở level 9. Thì giao án dắt thì hôm qua thì mình cũng đã có lên clip rồi. Wow, bài bên kia 5 con Mordekaiser nhá. Snowy thì vừa mới thua bóng của một nhà ai đó. Anh em thấy Snowy đánh không? Anh em thấy Huanmie đánh không? 4 trận thua đầu tiên từ rao đấu 2.2 cho tới 2.6. Và sau đó là cháy một phát từ 3.1 cho tới bây giờ luôn. Đúng không ta? Đúng không ta? Đúng đủ 12 rao không? Hình như là thế mà đúng không? Mình thấy cháy từ hồi đó tới giờ mà. Cháy trong kiểu một cái mạch nó rất là hoàn hảo ấy, không có một cái điểm khựng nào hết. Wow, bài Snowy với bộ cờ kêu Hyperion cũng như là đi với lại bọn song đấu 3 sao thì lại thắng được trước nhà 8 song đấu, 8 đấu sĩ. Ảo thật đấy, đùa đâu. Huanmie quyết định là lắp thêm một cái dây kia nữa. Dây kia cho ngộ không. Ok. Bài Huanmie thì bây giờ lên level 8. Không lên level 8 mà. Anh em có thể thấy là cái thanh e-ship là 52 trên 56. Mà lượng tiền thì đang là 59 tiền. Tức là hoàn toàn có thể gọi là lên được level 8 và vẫn giữ 50 tiền. Nhưng mà Huanmie quyết định là không lên. Có vẻ như là gặp bài đấu của người chung, gọi là chung team đi, chung team Alpha Gaming, cho nên là không có lên cái round này. Round sau mới lên này, round này mới lên này. Kẹp Mordekaiser vào. Nhưng mà nếu kẹp Mordekaiser vào thì sẽ bị mất đi chủ lực. Nhưng mà Huanmie có vẻ như là đang không quan tâm điều đó lắm. Mà anh chàng này chỉ cần gọi là kẹp con Mordekaiser bên này vào và cho nó ra chiêu. Và nó sẽ giảm được 50% kháng phép của cả team địch luôn. Và có vẻ như là Huanmie chỉ muốn gọi là cái hiệu ứng này thôi. Còn cái chủ lực thì cũng chả quan trọng lắm. Tại vì cái chủ lực này thì có đánh bằng con Draven hay là có đánh bằng con Mordekaiser đâu, đúng không? Pha này bén á, pha này kẹp con Mordekaiser vào, bỏ đi cái việc hai chủ lực mình đánh giá là khá bén. Khá là bén sườn này. Nói chung là người ta biết là bộ cờ cần gì và không cần cái gì. Nhiều khi sẽ có người bảo là round này lại để hai chủ lực, đừng vãi, ông này biết chơi game hay không? Ông này biết chơi game hay không? Không. Quan trọng là nó hiệu quả á. Chuỗi thắng 15, 94 tiền, bán luôn một cái dây ke nữa nhưng mà đã lấy nỏ xét luôn rồi. Và nếu mà ra được nỏ xét như thế này thì con Wukong thì con gì nhờ? Con Mordekaiser này sẽ không cần nữa đó. Và quyết định là sẽ bỏ đi con Mordekaiser này đi. Tức là Huanmie kiểu rất là hiểu rõ những cái con tướng này sẽ có tác dụng gì ấy. Ví dụ như con Model là một cái con mà dễ bị. Và sau đó là lên level 9 và kịp 5 thằng dép vào. Đấy. Thì bộ cờ này anh em sẽ đánh như vậy anh em nhé. Đánh ở giai đoạn đầu thì là như thế, xong rồi tới giai đoạn sau thì sẽ kịp 5 thằng dép vào. Snowy thì vừa mới thua trước nhà 8 đấu sĩ rồi. Round đấu này thì vẫn sẽ là như này thôi. Round này như nào đây? Không, chỉ có bỏ ra thôi. Bỏ ra thôi mà không có một ý nghĩa gì hết. Và để xem thử là bài bên kia kinh đó. Bài bên kia cực kỳ kinh luôn. Leona cầm đại bác. Wow, Dri. Cái con này bị cái gì đó anh em. Để mình gọi là bật lại combat cho anh em xem nha anh em nhé. Đây, kiểu bài bên kia nhá. Và bên kia mình thấy là Leona cầm đại bác xong rồi dí thẳng vào con Wukong này, dí thẳng vào Wukong luôn nha, rồi thẳng luôn nha. Nhưng con Wukong này rồi một phát là đi luôn con Leona luôn anh em, đi luôn nguyên cái chỗ này luôn, nguyên cái vùng này luôn nè. Ác chu kìa. Và đó là giáo án gọi là Wukong Hyperion. Thì nếu anh em nào mà thấy clip này hay thì anh em có thể cho em chị xin một like và một đăng ký kênh. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ và hẹn anh em ở clip tiếp theo. Clip vào tối ngày mai anh em nhé, 21 giờ mỗi tối. Ok, bye bye anh em. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video. Đừng quên để lại cho mình một like, một nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những buổi stream và những video xịn sò tiếp theo nhé. Goodbye.